Xin chào quý vị, tôi đang ngồi trên chiếc xe VinFast Fadil phiên bản đầy đủ. Đây là mẫu xe sẽ đến với khách hàng vào trung tuần tháng 6 này. Cảm giác đầu tiên của tôi đó là khá là rộng rãi và thoải mái. Và để có được cái cảm nhận đầy đủ hơn, tôi sẽ cùng một số khách hàng di chuyển trên một vài cung đường. Hộp số tự động vô cấp, xe có màn hình cảm ứng rộng 7 inch, cổng sạc tai C, kết nối Bluetooth và có thể điều chỉnh được hệ thống điều hòa điện. Mặt táp lô bằng nhựa, cụm điều khiển đèn pha và có tích hợp thoại rảnh tay trên vô lăng. Như quý vị đang thấy, tôi đang chạy với vận tốc khoảng 80 km/h, nhưng mà cảm giác vẫn khá là êm ái. Và đặc biệt là không có quá nhiều tiếng ồn xung quanh. Ở phiên bản đầy đủ, xe có 6 túi khí, 4 phía trước và 2 ở phía sau. Có hệ thống cân bằng điện tử, chức năng chống trượt, chống lật. Đuôi xe có 3 cảm biến và camera lùi định hướng hỗ trợ tài xế đỗ xe. Điều này đặc biệt hữu ích ở những không gian hẹp. Hệ thống gương tích hợp đèn xi nhan. Dừng xe, mở nắp capo quan sát máy thì thấy. Xe có động cơ ngang với công suất 1.4. Máy chạy êm dù đứng ở cự ly gần. Lốp sau được đẩy lùi ra phía cuối xe giúp tăng chiều dài cơ sở. La răng thiết kế khỏe cùng cụm đèn halogen kết hợp với mí LED. Với cái khoảng không trong cốp sau như thế này, tôi thấy khá là phù hợp khi mà để những đồ vật dụng hay hành lý cho những gia đình trong quá trình di chuyển. Sau khi chạy xong chiếc xe thì em thấy chiếc xe này như thế nào? Nói chung là xe này đi chắc chắn, khỏe, tăng tốc tốt. Cái tiện nghi khi ngồi mà lái nó rất là thoải mái, để mà cảm giác nó rất là rộng, nhưng không phải là đứng ở ngoài mà nhìn cảm giác rất là nhỏ. Khi mà lái thấy rất là thoải mái. Xe thì chắc mà cái tăng tốc mà từ khi mà mình vào cua, mình tăng tốc mình cảm thấy là thích, mà vô lăng khá là nhẹ. Tốc độ cao lên tầm đạp lút chân ga mà lên tầm khoảng 80 km/h, mình thấy là cảm giác không bị trễ và tăng tốc khá tốt. Xe này là xe đầu tiên của Việt Nam mình làm ra một cách bài bản và nó có quy trình thử nghiệm các thứ nên tôi yên tâm về chất lượng. Thứ hai nữa là sau khi chạy thử là thấy xe nó cũng khỏe, mà cái độ hoàn thiện chi tiết của nó ổn. Các cái thứ là đối với cái tầm giá là tôi thấy rất ok, tôi chọn mua rồi.